Nhất cho con. Ngày mai sẽ cho mọi người ăn xôi. Sáng mai ăn xôi. Chưa chứ sáng. Sáng ở lâu. Mai chủ nhật thầy quên. Sáng. Quên. Không, em hai đứa. Không, em tưởng là anh chị ủng hộ anh Nam. Không, không hai đứa. Thì ủng hộ. Chị quên là ngày mai chủ nhật nó ăn bữa trưa. Nhưng mà ăn xôi không có gà đâu mày. Chị xuống ra mà. Không, sao đâu. Ủa anh Nam mà chưa không hả? À, chị nói anh Nam làm sâu không đó. Sâu như bông đó. Chứ là lên đi nếm mệt lắm. Anh Nam đang ở đây. Ừ. Anh Nam bạn cũng hút. Nhưng mà tao thích ăn. Có bán đâu. Ủa được chứ không phải được trời. Anh nói là bán suối nữa. Chị giỡn mà. Trời ơi. Giờ bán cực thiệt với đó. Được trời ăn người hiên rồi đi. Anh Nam bán nấu riêng món riêng mà bạn được riêng bạn xịt tới kia không đúng rồi nếu mà như rứa là ok á tại vì cái sâu của ông nấu nấu ngon nấu ăn dễ ăn lắm từ nấu mà ngon gì đấy nếu bạn xịt hết xịt thì mà ủng hộ đôi cho vui mời nói xong thì ngay bữa nay chị nói đang từng thiết mắt đó bữa em trong khi mắt nhìn nhìn chị thấy không mà ông bán được lắm đấy chứ tụi bay quảng cáo gì mà ông là ông bán mà dễ ăn sao quả ông ăn thử lần là thích ăn liền phân ga xôi được là anh Nam bán nghĩ chứ ai biết nó được trưởng là anh Nam cứ cầm về được thôi đó này. À một phần ga xôi hả thì một phần nó 500 mà một xôi và một tô miến hay cái đó ấy là một sâu thôi còn ví dụ như là vừa rồi hai con là trị đó thì đó ý là một ga một xôi à, thì gà tùy theo gà nó đắt mà thì triệu chân nó đó mà ta rửa iPhone nó rồi đó từ sáng lên nái cho có hải sản nó kia ăn xôi con xôi không mập rồi nghe em ai mình em mập rồi nghe em đừng có ham ăn nữa được em không em có ham ăn em nói cho tất cả mọi người phụ nói cái mang thiệt quá giảm cân gì mà ham ăn thì sợ cho mang tiếng chống lên chống xuống khàn đứa hàng nghe đụng cái giường á nó muốn nhúng lên nhúng xuống nè một là em chống này để y luôn không em ăn nhon nhưng mà trong cùng em chạy phải làm không có thèm đừng có chống lên nhúng xuống đừng có đụng chạm gì hết trơn á là bạn có lấy đúng ta? Dạ. Anh là cùng tuổi có lấy đúng không? Dạ.
Ờ, mới gặp Kali không? Mới gặp hôm trước luôn á. Ừ. Lâu nếu qua lại để làm không chị? Qua đi chơi lâu lâu, qua chơi mà hay qua Tân An, tại vì trời nó lên chị Phượng á. Thế rồi qua bên đó với mấy đứa ở trên Tân An. Qua đang nặng mấy đứa luôn. Mặt bao mụn không. Thì mụn có bám mụn luôn, ăn luôn. Hôm nay bữa nay cũng lâu thế nè. Em là được bao lâu rồi? Mấy tháng rồi? Nặng rồi. Ừ. Như thứ bảy tuần kia. Ủa mới nặng ấy hả? Ừ. Mới nặng có nhớ nhầm không đấy, nhiều đi. Hai tuần hơn. Ăn nuôi mụn mà. Nuôi mụn là làm giàu cho chị. Cái váy hồng tử mô lờ chi mình nên móc móc lại đó mà móc đi đẹp mà đi bị gì sợ. Chip biết luôn chip đi luôn. Không mà mất đầy hơn á. Không thức uống có nhìn kiểu gầy quá ghê ghê. Cái nữa không được, nhưng mà không được. Chắc không. Ừ, chắc có quyền. Ờ, thằng có quyền rồi. Chứ chị thấy không có đủ được. Chứ tự mua là nhiều lắm. Ok, hồi trước thì cũng nhiều hơn. Chờ nó ít quá rồi. Hai tuần rồi. Mấy bữa hai tháng rồi. Hôm qua chị muốn quay nói em. Em để 2-3 tháng tới là lần. Lì đập. Thôi để đi qua em đủ rồi. Mà trước đợt nó chị Loan đi Hội An đó. À, đi Bà Nà chứ đúng không? À. À đúng rồi. Chị kia làm. Hôm nó về cái mặt nở hoa. Ừ. Nặng về tay tua hay sao? Nhiều, không nói nhiều. À. Thank you.
sướng sướng. Vậy ra cái này rồi rồi tập làm thế nhà gì đó.